Chào các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tai Nghe Vinh của em ha. Kênh em là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi tất cả thiết bị âm thanh, nhà nhạc sống, nhà nghèo kéo và có ý thông mua dàn nhạc của anh em ở gần xa. Địa chỉ của em ở Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh. Số điện thoại là 078 79 79 286 ha. Hôm nay thì em có về được một cặp bass sub từ 280 con 125 nha anh em ha. Bass zin đó, chút em sẽ quay giới thiệu với anh em ha. Thì em hôm nay thì em có về được 3 bộ mi, mấy bộ phân tần, mấy cặp chép ha. Và bắt đầu video hôm nay thì em có về được một cặp chép. Chép BA xanh ha em ha. Chép này là chép BA Trung Quốc, bán cho anh em với giá là 700k ha, bao ship. Đó, 700k bao ship. Chép BA GCF đít nhôm ha. Ủa đít mũ, nó lộn anh em ha, đít mũ nha. Giá là 700k bao ship. Chép GCF 450 hàng mới thì em đang bán giá là 550k một cặp ha. Một cái lẻ thì em bán 300.000. 300.000 một cái lẻ nha. Rồi hôm nay thì em chuẩn bị xả bán một số đồ thanh lý ha, một số lo, nói chung là em mua về. Rồi nó có lỗi thì em bán lỗi, em không có sửa lại luôn. Rồi hàng thì đây, đây là còn một cái bát hư nha anh em ha. Một cái bát hư. Bát nét sồ đó, do vấn đề vận chuyển á, anh em mua hàng bên em thì bên em bán là hàng phải cho em xin cọc ha. Hàng không cọc thì về nó bị xúc từ anh em. Cái này thì xúc từ gớt ra ha, em chỉ ịnh vô thôi. Nó bị dính con nha. Xúc từ dính con, một cái lẻ ne sồ từ 220 con 100 ha. Cái này về anh em xử lý giùm em ha, nó còn hát nha. Nhưng mà nó bị dính từ nha. Rồi bán cho anh em cái lẻ như thế này, một cái lỗi như thế này 600k. Anh em về tự xử lý giùm em ha, do vấn đề vận chuyển là nó bị gớt từ ra, em để gắn lại thôi. Một cái lẻ Nestle từ 220 con 125. Đó, hàng bên em thì anh em mua bán thì cho em xin cọc ha, để tránh tình trạng anh em nói ra không phải, không nhận hàng ha. Rồi, một cái này là bán cho anh em 600.000. Từ 220 con 100. Rồi, một cặp Nestle bát 40 ha, từ 220 con 100. Nestle tem vàng. Đó, tình trạng là có làm con đó, thì em ba anh em bán như thế nào, em bán một cái lẻ đi, bán từ cái lẻ anh em ha. Một cái này thì bị gắt gân ha anh em, đó anh em mua về thì anh em tự thay giùm em nha. Nè, một cái này gắt như thế này, con còn hoạt động tốt nha, chưa cháy chưa cọ gẹt nè, còn hoạt động tốt. Bán cái lẻ này cho anh em là 600k ha, 600.000 một cái, còn hoặc cái hoạt động ok thì là giá là 800k. Bát Nestle bát 40 nha, từ 220 con 100, từ trắng đó, cái này là 800.000. Cái bị gách cái gần này thì bán cho anh em giá là 600.000 một cặp, thì bán cặp ha. Còn mixer thì em còn một cái mixer FX8 sạc 2 không có eco mạch vàng, bán cho anh em giá là 1.300.000 ha. Rồi anh em nào thích dòng Behringer thì em về được một cái mixer Behringer nha. Behringer còn rất là đẹp do bụi đó nè. Mixer Behringer 2442. Đây. 2442 eco còn hoạt động tốt, bán cho anh em giá là 3.000.000 đồng ha. Mixer Behringer 12 lai. 4 đường rút, 1 đường main ha. Mấy cây này kết hợp với số chắc ăn rất là hay, bán cho anh em giá là 3.000.000. Và tiếp theo thì em còn một cây mixer Behringer mã là 2222 ha. 222 không có eco nha. Rồi, cái mixer này thì nó cũng có hơi xấu một tí, nó bán cho anh em với giá là 1.300.000. 1.300.000 cho một cái mixer Behringer nha. Behringer 2222, 1.300.000 không có eco nha. Hàng của Behringer. Mã là 2222. Không có eco, bán cho anh em giá là 1.300.000. Behringer mà giá chỉ có 1.300.000 anh em. Hơi xét chỗ này thì em sẽ dán đề can là cho anh em sạch sẽ hết nha. Đây, chỗ này thì em sẽ dán đề can và em sẽ vệ sinh lại sạch đẹp hết cho anh em. Rồi, một cái mixer FX12 giá là 1.200.000 ha. FX12 giá là 1.200.000. FX12 giá cây này là 1.300.000 ha, không có eco. Và một cây Bway 10 có eco, hoạt động hoàn hảo hết, còn đẹp. Bway 10 nha, chưa vệ sinh. Rồi mixer Yamaha thì em còn một cây Yamaha gì nó bay mất rồi anh em ơi, nói chung là xấu ha.
bài mới sơ này nói là chung mà nó xấu 800.000 anh em. Có cục A to đầy đủ hết, mọi chức năng hoạt động không có eco. Đó, cái nút này còn hoạt động tốt. Nó hơi xấu thì em sẽ vệ sinh là hết, về là em chưa vệ sinh luôn á. Nó hơi xấu phần này nè, phần này nó cũng hơi xấu nè, 800.000 anh em. Mixer Yamaha 16 xẹt 6 FX á. Không có eco, giá là 800.000. Rồi đây em còn bộ micro Shure UG8 thanh lý ha. Khách báo với em là khách báo là cái cây này nó tiếng bi nó hơi nhỏ nè, đó, anh em về tự xử lý ha. UG8 khách báo là tiếng bi hơi nhỏ đó. Rồi em bán cho anh em giá là 700.000 một bộ micro Shure UG8 nha, micro Shure. Đây một bộ micro Shure ta 700.000 ha. Rồi tiếp theo thì em còn một bộ micro Shure UG8 tai màu trắng nha, tai màu trắng đây rất là đẹp, giá là 1.000.000 ha, hoạt động tốt không lỗi lầm, 1.000.000 cho bộ micro Shure UG8. Và tiếp theo thì em còn một bộ micro vải anh em ha, micro vải là Takan nè, Takan TS670. Rồi bán cho anh em giá là 900.000 ha. Cây này là đầu thu nè, tai nút gạt. Đầu thu Takan nè. TS6700 mic 900.000 ha. Micro vải nha. Rồi tiếp theo thì em còn một cặp bass JBL. Và tiếp theo thì em còn cặp JBL ha. JBL bass 50 từ 220 con 100, một cái zin, một cái không zin, bán cho anh em giá là 1.300.000 ha. Đó, 1.300.000. Một cái này là zin, một cái này là không zin. Cái không zin là bán 1.000.000, cái zin là bán 1.300.000 ha. Em bán lẻ từ cái luôn cho anh em. Rồi đây là một cái 50. 50 từ là 208, con là 125. Đó, anh em nào kiếm hàng 125 thì liên hệ giùm em ha. Bass này là bass zin, nói chung một tay thì em nhắc cũng không nổi nha. Đây có mã số series trên màn, bán cho anh em giá là 3.500.000. Mẫu Nexo. Đây, số series đây ha, 3.500.000 bass zin. Chung là một tay em cũng dở không nổi, để em quay cái màn anh em nha, bảo đảm là bass này zin. 3.500.000 một cặp. Rồi bass 40 con 75 neo thì em còn hai cặp ha, một cặp đồng giá là 2.000.000. Em còn hai cặp như thế này. Bass Bway lắc window thì hôm nay bán cho em giá là 1.700.000 luôn. 1.700.000. Từ 220 con 100. Không zin nha, bát này không zin, một cái zin và một cái không zin mà em báo là giá là hai cái không zin hết đi. Bán cho anh em 1.700.000 ha, xả hàng nha. 1.700.000 một cặp bát 40 từ 220 con 100. Bát BA 500B thì em còn hai cặp ha. Hai cặp như thế này bán cho anh em giá là 2.000.000 một cặp 500B. 500B mà giá chỉ có hai cặp 2.000.000 trên một cặp ha. 500B Trung Quốc nha. Rồi em còn lẻ một cái bát lẻ nè, một cái bát 40 từ 170 con 75 bán cho anh em với giá là 600.000 ha. Bát 40 hoạt động tốt, có làm con rồi, từ 170 con là 75, 600.000. Và tiếp theo thì em còn một cái ne sòn đó, do vấn đề vận chuyển một cặp bên kia thì một cái là nó bị là sức từ anh em, còn một cái thì nó mẻ gốc nghe tay em nè, không ảnh hưởng gì nha, cái này không ảnh hưởng. Nói chung là mua bán thấy lỗ trắng nè. Cái này zin nha anh em, bát nét sò zin, bán cho anh em giá là 1.000.000 ha. Bát 40 từ 220 con 100 bị mẻ ngay gốc ngay tay đây, mẻ gốc nhẹ cho này ha, do cái này vận chuyển về nè. Đó, anh em thấy đau lòng không? Rồi cặp cái này thì em bán cho anh em 1.000.000. Và một cái bát 40 từ 220 con 100, bát JBL nha. Cái JBL này là không zin, bán cho anh em giá là 800.000 bát 40 ha. Từ 220 con 100, bán cho anh em với giá là 800.000 bát 40. Rồi em còn một số giang cơ mới về nha anh em. Có một cây nội địa Nhật luôn nè. Một cây giang nội địa Nhật. Cái giang Yamaha ha.
cây giang Yamaha, bán cho anh em với cái giá rất là hợp lý, 600.000. Music input nè, nghiệp fit, delay, echo, bass chép. Nên cái hàng này thì nó hơi, mình sưu tầm chơi được, nó hơi bự nha anh em, rất là to. Còn của Yamaha đây, giang xa giá là 600.000 ha. Tất cả các ngõ phía sau thì nó là xài bằng bông sen hết. Anh em kết hợp với âm ly rất là hay nha. Giang giá 600.000. Rồi một cây EQ rồi mà hình lỗi, chức năng còn hoạt động tốt, bán anh em giá 600 luôn ha. Rồi một cây DSB 360 delay echo reverb đó. Giang bãi nha, giang cơ bãi, bán cho anh em với cái giá là 800.000. Một cây giang cơ bãi nha, 800k. Rồi tiếp theo thì em còn một cây X5 2 nguồn nha, X5 2 nguồn hoạt động tốt, bán cho anh em với cái giá là 2.1.000 một cây ha. Cây có cơ, ủa cây echo rồi EV thì anh em nào có chốt thì nhắn tin lại giùm em ha. 223 thì em bán cho anh em với giá là 600.000, code cơ 223, giá là 600 nha. Và đây thì em còn một cái lo kéo thành phẩm, lo kéo đôi, giá trị của nó là 3.500.000 thôi nè, có sửa chữa rồi nha, lo kéo đôi giá là 3.500.000. Tiếp theo thì em còn một cặp vỏ full đôi nha, chép đầy đủ, giá là 800k, mẫu là CBNL, họng là họng đại, dán là dán Ucan nha. Một cặp vỏ full đôi giá chỉ có 800k, dán Ucan. Rồi em còn một số món hàng đây, một cái súp bãi 50 đó, một cái súp bãi như thế này bán cho anh em giá là 1.200.000 một cái lẻ ha. Súp bãi vỏ nha, vỏ là LE18 nè, giá là 1.200.000. Một con men 4 kênh, một con men 4 kênh S 8400 là 800W ở 4 kênh ha. Rồi giang cơ, giang cơ thì em còn cái mẫu này có bờ Bluetooth nha anh em ha. Đó, cái này có bờ Bluetooth nha, giá là 1.000.000 nha. Giang cơ Array 4 nè, giá là 1.000.000. Cây VA Eco nhiều bạc bờ Bluetooth đầy đủ, bán cho anh em với giá là 1.000.000 luôn. X5 thì là 2.100.000. Đây là một cây giang cơ mới anh em, em mới nhập cả thử cái mẫu này về bán nha. APB màu đỏ rất là đẹp ha. Cây này thì là còn hộp hàng mới, bán cho anh em giá là 1.200.000 ha. Bờ Bluetooth reverb nè, là cây này có reverb riêng nha nè, reverb delay echo đầy đủ hết, mã là K600, rất là đẹp ha, bán cho anh em giá là 1.200.000 hàng mới. Cây Cora K6 lút bán cho anh em giá là 5.500.000 nha, hoạt động ok hết, mọi chức năng hoạt động tốt ha, đang test thử loa gây cho khách, bán cho anh em giá là 5.500.000. Một con Cora K6 Bluetooth. Vỏ thì em còn một số vỏ mới về nè, vỏ full đôi, full đôi thì mẫu này rất là đẹp, em chưa sơn lại ha, em sẽ sơn lại bán cho anh em giá là 1.300.000 một cặp. Vỏ full đôi nha, full đôi 40 giá là 1.300.000 một cặp. Súp đôi thì là cặp này là 2.500.000 anh em ha, dán ép ke gốc đầy đủ, 2.500.000 một cặp. Em còn một cặp ha. Rồi full đôi thì em còn hai cặp. Súp thành phẩm này thì em bán cho anh em giá là 3.500.000 một cặp súp 40 Neso, từ 220 con 100 bát zin nha. Súp Neso bát zin, giá là 3.500.000. Rồi súp đôi thì em còn một mẫu này, súp đôi mẫu Brosun 2 bát để xéo nha. Rồi cặp này bán cho anh em với giá là 3.000.000. Lưới bao tiêu âm đầy đủ, không chạm nè, nó chạm đầy đủ nha, giá là 3.000.000 cho cặp súp đôi. Súp đôi này thì khách đã chốt rồi ha. Còn men thì em còn mấy cây men anh em, mấy cây men đây, em còn một cây Mencia 20 Việt Nam ha, 24 sò, bán cho anh em với giá là 1.800.000 24 sò. Rồi giang cơ hàng mới B3
Yanker V3 K6 bán cho anh em giá là 950k, bảo hành 1 năm ha. Một cây đông xăng đó, anh em cần liên hệ giùm em. Một cây men đông xăng hàng bãi ha, Windows sub kép vô tư nha. Hàng này thì giá hơi cao. Rồi tiếp theo thì em còn một cây đề ton 4 kênh GM4009 của hãng Diton ha. Cây này là chạy mạch cờ lắc TD mà xài nguồn tăng phô nha, tăng phô chạy mạch cờ lắc TD, giá là 6,5 triệu một cây nha. Một con Menta ton men Việt Nam 32 sò hoạt động tốt, bán cho anh em giá là 2,3 triệu một con men 32 sò đa ton. Nói chung là men này em đã có sơn lại nha, đẹp đầy đủ cho anh em hết, giá chỉ có 2,3 triệu. Một cây RM 8,5 ngàn, chưa kịp sơn cái mặt anh em. Nội thất thì nguồn gin, tụ gin, bán cho anh em giá là 2,8 triệu một cây RM 8,5 ngàn men 7 nha. Một con CA20 đây, anh em cần thì liên hệ giùm em, CA20 Việt Nam. Đèn thì em còn 2-3 cây đèn 54 bóng, anh em cần thì liên hệ giùm em ha, tại vì em chưa có vệ sinh lại nữa. Em sẽ dọn cái kho qua bên kia nên còn để đồ lung tung ha. Anh em cần món hàng nào thì cứ alo số màn hình giùm em. Cuối video thì anh em cho em xin một like, một đăng ký. Cảm ơn anh em ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua ha. Hàng nào có lỗi hay có chậm thì anh em sẽ báo cho em và em sẽ điện bên shipper để hỗ trợ cách nhanh nhất cho anh em. Dạ chào anh em.